Huyền thoại Chiến thần tập 69. Tuy sẽ có nhân viên tiếp tân thỉnh thoảng tiến tới rót trà cho ông ta, còn đưa chút trà bánh, thái độ phục vụ không chê vào đâu được. Nhưng chuyện mãi mà không nhìn thấy người tổng phụ trách khiến ông ta cảm thấy nôn nao. Mới sáng sớm đã gọi điện thoại kêu người ta qua đây, ai biết là chuyện tốt hay xấu chứ. Quang Chí Toàn cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem gần đây mình có làm chuyện gì xấu hay không. Đúng là có làm vài chuyện quá đáng thật, nhưng cũng đâu phải chuyện đại gian đại ác gì, không đến nỗi kinh động cả người phụ trách chứ. Ông ta ăn không vô, uống không trôi, cứ thế ngồi đợi. Sau khoảng 40 phút, bên tai vang lên một tiếng bước chân lẹp xẹp. Ông ta còn tưởng người tổng phụ trách đã tới, vội vàng đứng dậy chào. Lúc này mới nhận ra đó là hai ông lớn khác cũng được người tổng phụ trách mời tới. Thân phận của hai người này không hề đơn giản, đều là lãnh đạo của cục thành phố, và họ cũng giống như Quan Chí Toàn, toàn đều nhận được cuộc gọi của người tổng phụ trách mời tới. Ba người như lạc trong sương mù, không ai biết người tổng phụ trách gọi họ tới đây là vì nguyên nhân gì. Tuy cả ba có quen biết nhau, nhưng cả ba đều không có mối làm ăn nào chung, nên theo lý thuyết không thể gọi cùng cả ba tới được. Không đợi bọn họ kịp hiểu rốt cục đang xảy ra chuyện gì, lại có thêm vài người đi tới. Có nam, có nữ, có người già, cũng có người trẻ. Mặc dù tuổi tác khác biệt, nhưng tất cả đều có một điểm chung. Toàn bộ những người này đều là những nhân vật tinh anh ở Giang Nam, không giàu có thì là người có quyền thế. Tất cả mọi người đều vô cùng buồn bực, không biết người tổng phụ trách đang giở trò quỷ gì đây. Khi ngày càng có nhiều người xuất hiện, rốt cuộc mọi người đã nhận ra, tuy bọn họ không có mối làm ăn hay bất cứ liên hệ nào với nhau, nhưng cả đám đều ở chung trong một tiểu khu Đế Hào. Trong vòng 2 tiếng, hết thảy mọi người đều đã đến đông đủ. Chủ nhà của 30 hộ gia đình ở tiểu khu đều đã có mặt. Nhưng người tổng phụ trách vẫn chưa xuất hiện, chỉ sai người túc trực châm trà rót nước cho họ. Hơn nữa còn chuẩn bị một bàn thức ăn cực kỳ phong phú. Rất nhiều người trong số họ không có tâm trạng dùng điểm tâm, nhưng giờ đã gần trưa, ai nấy đều đói bụng lắm rồi. Vốn trong bụng đã sôi ùng ục, cộng thêm người tổng phụ trách còn chuẩn bị thức ăn cho họ, vậy thì ăn thôi. Mọi người cùng ngồi xuống cầm đũa ăn từng miếng một, đồng thời trong lòng cũng thầm oán hận. Rốt cục người tổng phụ trách đang giấu gì trong hồ lô, khua chiêng gõ trống, mời nhiều người tới như thế, chỉ để mời bọn họ ăn bữa cơm thôi sao? Cho dù là mời dùng cơm cũng đâu thể chỉ để khách ăn, còn chủ nhân thì lại không trình diện chứ. Trong lúc mọi người đang vô cùng khó hiểu, một người đàn ông tiến về phía họ. Đó không phải là người tổng phụ trách, mà là người phát ngôn của người tổng phụ trách, Mộc Dương Nhất. Mọi người vừa đứng dậy, Mộc Dương Nhất đã vội xua tay. Các vị cứ ngồi đi. Nói xong, dưới ánh nhìn có mọi người, anh bước tới trước tivi, lấy đều đĩa DCD ra, mở ra. Sau đó đẩy vào lạc, vài tiếng xèo xèo vang lên, tivi thuận lợi nhận đĩa và chiếu nội dung lên màn hình. Kênh tuyên truyền quảng cáo trong màn hình đã thay đổi, biến thành kênh tuyên truyền việc phá bỏ và cải tạo khu ven bờ sông phía tây thành phố. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lại cái trò quỷ gì đây? Vừa định hỏi xem có chuyện gì, Mộc Dương Nhất đã nói. Mọi người ăn uống ngon miệng, tôi đi trước, hả? Vừa đến, đã đi sao? Làm ơn, anh có thể nói rõ mọi chuyện rồi hãy đi, có được không? Quan Chí Toàn không chịu được nữa, đứng dậy cười nói. Trưởng quan Mộc xin dừng bước. Mộc Dương Nhất nhìn ông ta, ông chủ quan, có chuyện gì sao? Quan Chí Toàn cười hỏi. Không phải, trưởng quan Mộc, mới sáng sớm tổng phụ trách đã gọi điện thoại kêu chúng tôi đến đây. Tại sao vậy chứ? Không thể cứ bắt chúng tôi chờ mãi như vậy, ít nhất cũng phải cho chúng tôi một lý do chứ. Mộc Dương Nhất mỉm cười, thật ra không có gì to tát, chỉ là tổng phụ trách biết mọi người là trụ cột của khu Giang Nam, lo lắng mọi người mệt mỏi, không có thời gian nghỉ ngơi, nên đã làm chủ thay mà gọi mọi người đến đây ăn uống nghỉ ngơi, thỏa thích. Nếu mọi người đã ăn uống no say mà muốn rời đi thì cứ đi bất cứ lúc nào, không cần phải báo cáo. Nói xong, Mộc Dương Nhất không ở lại thêm một giây phút nào nữa, lập tức rời khỏi khu ăn cơm. Ồ, trưởng quan Mộc. Quan Chí Toàn nhìn theo bóng lưng rời đi của Mộc Dương Nhất với vẻ mặt sững sờ. Anh ta đang nói đùa sao? Mới sáng sớm đã gọi 30 vị quan to tới chỉ để bọn họ ăn cơm, nghỉ ngơi thôi sao? Tại sao họ lại cảm thấy như đang bị đùa giỡn thế nhỉ? Chẳng lẽ tổng phụ trách vì muốn chiếm được nụ cười của người đẹp mà cố ý lừa gạt bọn họ đến đây sao? Không thể nào. Quan Chí Toàn ngồi xuống, trong lòng thầm tính toán. Chuyện không đáng tin cậy như vậy, tuyệt đối tổng phụ trách không thể làm được.
Mặc dù chưa nhìn thấy tổng phụ trách, nhưng quan chí toàn đã được nghe tin tức rằng đó là một người cường quyền, thông minh, sắc sảo, không ít kẻ ác đều rơi vào trong tay anh ta. Một nhân vật như vậy sẽ không bao giờ làm những điều lỗ bịch. Mục đích thực sự có việc hỏi mời họ ăn cơm là cái gì đây? Đôi mắt của quan chí toàn vô thức nhìn về phía TV. Ngay khi Mộc Dân Nhất vừa bước vào, việc duy nhất của anh là đổi đĩa VCD. Video tuyên truyền đã thay đổi. Quan chí toàn xem đoạn video tuyên truyền về việc phá dỡ và di dời đi nơi khác. Càng xem càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Làm thế nào mà các dự án của Cục Xây dựng thành phố lại được tổng phụ trách truyền phát tin chứ? Mọi người trong phòng đều là người thông minh, tuy rằng không ai nói ra, nhưng trong lòng đều đã đoán được. Tất cả họ đều đến từ tiểu khu Đế Hào. Trong phòng lại có các video tuyên truyền về việc phá dỡ và di dời đi nơi khác. Ngay cả những kẻ ngu ngốc cũng có thể hiểu được ý đồ của nó, huống chi là đám người tinh hoa này. Mọi người đều nhìn nhau, anh nhìn tôi tròn mắt nhìn anh, đều không nói rõ được. Một đám cắm cúi uống trà ăn cơm, nhưng thực ra trong lòng cũng biết kế tiếp nên làm như thế nào. Đã một giờ trôi qua, mỗi lần hỏi Lễ Tân đều nhận được một câu trả lời giống nhau: tổng phụ trách không có ở đây. Nếu họ đã cảm thấy ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lại đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa, tình hình cũng không có gì thay đổi. Xem ra đúng là tổng phụ trách không có ý định muốn gặp bọn họ, mà họ lại biết rõ mục đích của tổng phụ trách, cho nên một vị lãnh đạo thành phố đứng lên: mọi người, tôi còn có chuyện phải giải quyết, mọi người cứ từ từ ăn. Ông ta đứng dậy và rời khỏi phòng. Những người khác thấy vậy thì không ở lại nữa, cùng và họ cũng lần lượt rời khỏi khu vực ăn uống. Quan chí toàn là người thận trọng nhất, cho đến khi tất cả mọi người rời đi, ông ta vẫn ở lại đợi thêm nửa giờ nữa rồi mới đứng dậy rời đi. Trên tầng 16, trước khung cửa sổ kính trong suốt từ trên đến sàn nhà, Nhà Sắc chắp hai tay sau lưng nhìn những chiếc xe sang rời khỏi bãi đậu với nụ cười mãn nguyện. Mộc Dân Nhất hỏi: lão đại, tại sao anh không giải thích rõ với họ? Nhà Sắc mỉm cười: không phải chuyện gì cũng đều phải giải thích rõ ràng đâu, có đôi khi không nói lại còn có ích hơn là nói. Nếu nói đây chính là lạm dụng quyền lực bắt bọn họ phục tùng theo, nếu không nói bọn họ chỉ có thể đoán anh muốn làm cái gì, đoán càng nhiều càng làm được nhiều. Đây là chiến tranh tâm lý. Tất nhiên với thân phận và địa vị của Giang Sách, ngay từ đầu trận chiến này đã biết trước kết quả. Đây chỉ là cách mà Giang Sách lựa chọn để đạt tới kết quả mà thôi. Người cuối cùng ra ngoài là quan chí toàn. Sau khi anh ta lên xe thì không quay lại công ty mà đi thẳng đến ngôi nhà cũ ở tiểu khu Đế Hào. Cả nhà ai cũng thắc mắc sao hôm nay ông ta lại về sớm như vậy. Quan chí toàn chỉ trả lời bốn chữ: lập tức chuyển nhà. Mọi người chẳng ai hiểu gì cả, nhưng chủ nhà đã nói thì làm sao có thể phản kháng chứ. Mọi người vội vàng ba chân bốn cẳng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị chuyển đi. Mọi người có thân phận như quan chí toàn còn có vài khu biệt thự ở khu Giang Nam. Lại nói, thật ra căn biệt thự ở tiểu khu Đế Hào không được tính là tốt nhất, cùng lắm chỉ là trung bình, chẳng qua là do ông ta đã sống ở đó đây từ nhỏ nên có tình cảm, vì thế vẫn sống ở đây. Chứ vợ con ông ta đã muốn dọn ra ngoài từ lâu. Sau khi kết thúc công việc, Hoàng Chí Toàn sắp xếp người của mình thu dọn đồ đạc từng xe một. Cứ thế, trong vòng 3 ngày, toàn bộ biệt thự đã vườn không nhà trống. Nhìn biệt thự đã được chuyển đi sạch sẽ mà trong lòng quan chí toàn thầm cầu nguyện, hy vọng lần này mình không hiểu sai ý của tổng phụ trách. Màn đêm lại buông xuống, hôm nay Đinh Mộng Nghiêm không về muộn mà là về sớm. Hôm nay Đinh Trọng không yêu cầu cô làm thêm giờ, ông ta còn đặc biệt yêu cầu cô nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị phát huy thật tốt vào ngày mai. Phát huy thật tốt sao? Đinh Mộng Nghiêm cảm thấy chua xót trong lòng. Càng gần đến thời gian đó, cô càng lo lắng. Ngoại trừ thời điểm trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cảm giác này đã lâu cô không cảm nhận lại được. Cô vẫn có cảm giác như được trở lại thời đi học. Gia Sách về sớm hơn, còn chuẩn bị một bàn ăn gồm cả thịt rượu rau, còn tự tay nấu mấy món sườn heo hấp yêu thích của Đinh Mộng Nghiêm. Mộng Nghiêm, mau tới ăn đi, để bổ sung năng lượng thật tốt cho buổi thể hiện ngày mai của em. Đinh Mộng Nghiêm lắc đầu gượng cười, đứng dậy ngồi vào bàn, cầm đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng, chậm rãi nhai. Ồ, ngon quá. Gia Sách lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn Đinh Mộng Nghiêm ăn. Anh nhìn em làm gì chứ? Anh thích nhìn em. Nói năng ngọt xớt. Vừa ăn, Đinh Mộng Nghiêm lại nghĩ đến những chuyện cô sẽ diễn thuyết cho ngày mai mà cảm thấy hoảng sợ. Lại nghĩ đến chuyện ngày mai sao? Nhà Sắc nắm lấy tay cô, đừng lo lắng, nhất định em sẽ thắng. Ồ, anh không cần nói những lời an ủi em đâu. Không phải anh đang an ủi em, mà thực sự Bồ Tát nói với anh rằng ngày mai em sẽ thành công.
Bồ Tát. Đêm mà Nguyên quay đầu lại nhìn bức tượng Bồ Tát mình mời về nhà, khó hiểu hỏi: làm sao Bồ Tát lại có thể nói cho anh biết điều này chứ? Gia Sắc nói: anh vừa mới ước nguyện với Bồ Tát rằng hy vọng sẽ phù hộ cho em ngày mai đại thắng trở về. Em đoán xem thế nào? Là thế nào? Gia Sắc chỉ tay vào Bồ Tát. Bồ Tát ra dấu ok với anh. Đó không phải là đã đồng ý với anh rồi sao? Ok. Đêm Mộng Nguyên liếc mắt nhìn địa bộ của Bồ Tát, cô bật cười, vươn tay gõ nhẹ vào đầu Giang Sắc. Được lắm, Giang Sắc, cả ngày nói hư nói vượt, đó mà là ok sao? Sáng hôm sau, Đêm Mộng Nguyên rửa mặt chải tóc xong và mặc bộ đồ vest đen công sở vào, trông sạch sẽ, nhẹ nhàng và khoan khoái. Cô lái xe đến tiểu khu Đế Hào, sau khi được nhân viên bảo vệ xác minh mới được đi vào. Tòa nhà 28, nhà có Quan Chí Toàn. Đêm Mộng Nguyên vừa bước tới cửa, còn chưa kịp bấm chuông thì quản gia đã đi tới và mở cửa. Cô Đinh phải không? Dạ, ông chủ chúng tôi đã đợi rất lâu rồi, mời vào ạ. Đinh Hồng Nguyên đi theo quản gia đến phòng khách ngồi xuống, quản gia bưng một tách trà lên. Đinh Hồng Nguyên làm gì còn tâm tư để uống trà nữa chứ? Tim cô đập rất nhanh, cứ mãi lo lắng, không biết tiếp theo nên nói như thế nào. Liệu sau khi Quan Chí Toàn nghe xong, sẽ tức giận hay không? Có lẽ sẽ tức giận. Nếu đối phương tức giận thì phải nói như thế nào đây? Đinh Hồng Nguyên âm thầm tự tưởng tượng ra mọi tình huống có thể xảy ra. Cho dù như vậy, cô vẫn không chắc sẽ thuyết phục được đối phương. Một lúc sau, Quan Chí Toàn đi ra. Hoàn toàn khác với những gì mà Đinh Mộng Nghiên tưởng tượng, cô vốn tưởng rằng Quan Chí Toàn sẽ rất tức giận và lạnh nhạt. Dù sao từ miệng những người đến thương lượng của nhà họ Đinh trước đây đều cho rằng người đàn ông này rất khó đối phó. Nhưng lần này thì lại hoàn toàn khác. Quan Chí Toàn bật cười lớn đi ra, nói với vẻ ai nấy: thành thật xin lỗi, tôi dậy sớm rồi nhưng lại ngủ quên mất, để cô phải đợi lâu. Khách sáo như vậy sao? Đinh Mộng Nghiên tự nhéo lấy chính mình, có cảm giác như đang nằm mơ. Cô nói: ông Quan, có lẽ ông cũng đã biết mục đích lần này tôi đến đây là gì. Tôi muốn... Quan Chí Toàn giơ tay ra hiệu, cô không cần phải nói. Trong lòng Đinh Mộng Nghiên lạnh lẽo, xem ra vẫn không ổn rồi. Tuy rằng thái độ của đối phương có vẻ rất tốt, nhưng ông ta nhất quyết sẽ không đồng ý phá bỏ và di dời đi nơi này. Chào ơi, phải làm sao đây chứ? Đúng lúc Đinh Mộng Nghiên đang buồn bã thì Quan Chí Toàn hít mắt cười nói: những chuyện này đã có người nói với tôi rồi, cô không cần phải nói thêm nữa. Cô Đinh, cô có mang theo bản đề xuất dự án hay không? Tôi ký tên là được rồi chứ, hả? Hả? Đinh Mộng Nguyên sợ đến mức suýt chút nữa đứng bật dậy. Đây là tình huống gì chứ? Bản thân cô còn chưa kịp nói gì, thế mà bên kia đã đề nghị ký tên vào bản đề xuất dự án rồi sao? Điều này không phải là ông ta đã đồng ý rồi sao? Ông Quan, ý ông là đồng ý với kế hoạch phá vỡ và cải tà hay sao? Quan Chí Toàn gật đầu, đúng vậy, đây là việc tốt vì lợi ích của nhân dân, cũng là ý của người đứng đầu thành phố. Tôi không thể vì lợi ích cá nhân mà chống đối lại được. Cô nói có đúng không? Đinh Mộng Nguyên hoàn toàn chết lặng. Thái độ đối phương quá tốt, hoàn toàn khác xa với những gì đám người Đinh Phong Thành miêu tả. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng tình huống vẫn chưa rõ ràng, nhưng có một điều chắc chắn, đó là Quan Chí Toàn thực sự muốn ký tên, đồng ý, cải tạo. Đinh Mộng Nguyên mở đề xuất dự án ra trước mặt ông ta, cuối cùng khẽ nói: ông Quan, tôi nghĩ ông nên đọc qua đi ạ. Nếu cải tạo khu vực này thì trong tương lai nó sẽ được xây dựng thành khu quy hoạch nghĩa trang, ông không ngại sao? Trong mắt Quan Chí Toàn hiện lên một tia kỳ quái, nhưng ông ta lại nhanh chóng đè nén suy nghĩ này lại. Loại người như thế đã biết kiềm chế được cảm xúc của mình, hỉ nộ ái ố đều không lộ ra. Ông ta hiếp mắt cười: không sao, cải tạo như thế nào chỉ cần họ Đơn quyết định là được rồi, tôi là dân thường cũng không quản nhiều như vậy. Nhấc bút lên, ông ta nhanh chóng ký tên. Cuối cùng Quan Chí Toàn cố ý vô tình nói: cô Đinh, có phải nhỏ Đinh cô rất thân thiết với tổng phụ trách hay không? Đinh Mộng Nguyên sững sờ: dựa vào đâu mà nói như vậy chứ? Nếu nhỏ Đinh có quan hệ với tầng lớp người như vậy thì hiện giờ dòng họ nhà cô ta có còn là dòng họ hạng hai hay không? Cô ngừng ngùng lắc đầu: ông Quan, ông nói đùa rồi sao? Nhỏ Đinh của chúng tôi sao có thể có với tới người tổng phụ trách cơ chứ? Ông Quan, sao ông lại hỏi như vậy? Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Quan Chí Toàn vẫn bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc, cung kính tiễn Đinh Mộng Nghiên đi ra. Ngay khi Đinh Mộng Nghiên bước ra khỏi sân, quản gia có tòa nhà số 27 bên cạnh đã đợi sẵn ở cửa và tươi cười chào đón cô. Cô Đinh, cô có rảnh đến nhà ông chủ chúng tôi ngồi một lát hay không? Hả? Là như thế này, ông chủ của nhà chúng tôi còn muốn ký tên lên bản đề xuất. Đinh Mộng Nghiên vui mừng khôn xiết, chuyện này cầu còn không được. Vì lẽ gì mà lại từ chối chứ? Cô lập tức đi theo quản gia đến tòa nhà số 27.
Quy trình lần này cũng gần giống như lần trước, đối phương ký tên và bản đề xuất cực kỳ thuận lợi. Cô còn chưa kịp nghỉ ngơi thì quản gia của các gia đình khác đã ủ lũ lượt kéo đến. Sáng nay Đêm Mộng Nghiên rất bận rộn, đi từng nhà để đối phương ký tên. Tổng cộng có 30 hộ gia đình, tất cả đều không có ngoại lệ, toàn bộ đều ký tên vào bản đề xuất dự án. Thật sự rất kỳ quái, giống như họ đã đồng ý ký tên với nhau. Tất cả đều đang được ở nhà, không ai trong số họ đi ra ngoài. Càng đáng sợ hơn nữa là trước đây họ có thái độ hành học, có đánh chết cũng không chịu ký tên. Hôm nay tất cả đều tươi cười mà tranh nhau ký tên, thái độ trước sau đã hoàn toàn khác. Mặc dù không thể hiểu rõ được tình hình nhưng tóm lại kết quả rất tốt. Tất cả 30 hộ gia đình đã ký tên, có nghĩa là tiểu khu Đế Hào sẽ được phá dỡ và cải tạo lại. Với sự phấn khích tột độ, Đinh Mộng Nghiêm lái xe trở lại công ty chính và đến phòng họp. Và lúc này Đinh Trọng, Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc và các giám đốc điều hành cấp cao của công ty đang ngồi xung quanh chờ đợi kết quả của Đinh Mộng Nghiêm. Tất nhiên, bọn họ không hề mong chờ kết quả chiến thắng của Đinh Mộng Nghiêm, bởi họ biết rõ rằng với khả năng của cô thì khó có thể làm được. Nhưng những gì họ chờ đợi là Đinh Mộng Nghiêm mặt mày xám tro bị đuổi về. Đinh Trọng đã nghĩ sẵn những lời định nói, làm thế nào để lấy lại cổ phần của Đinh Mộng Nghiêm, ông ta đã tính toán cả rồi. Hôm nay nhất định phải nhổ cái gai trong lòng này ra. Ngay khi Đinh Mộng Nghiêm vừa bước vào phòng họp, Đinh Trọng đã hắn giọng và hỏi: "Đã bàn chuyện xong rồi chứ?" "Dạ." Đinh Mộng Nghiêm gật đầu mạnh mẽ. Đinh Trọng cố ý an ủi: "Cháu không cần phải buồn, cháu không phải là người đầu tiên thất bại. Những người được phái đi trước đây đều đã thất bại. Cháu không hoàn thành nhiệm vụ cũng là chuyện bình thường. Nhưng Mộng Nghiêm à, cháu có khiến cho đối phương tức giận không đấy?" Theo suy nghĩ của Đinh Trọng, một khi đối phương biết được dự án cải tạo là khu quy hoạch nghĩa trang thì chắc chắn sẽ rất tức giận. Như vậy ông ta sẽ có lý do để lấy lại cổ phần nhằm bình ổn lửa giận. Nhưng Đinh Mộng Nghiêm lại lắc đầu. Đinh Trọng liếu mày: "Có ý gì chứ? Đối phương không tức giận sao?" "Không phải. Vậy tại sao cháu lại lắc đầu?" Đinh Mộng Nghiêm thành thật trả lời: "Cháu muốn nói rằng đối phương không từ chối dự án phá dỡ và cải tạo à?" "Hả?" Toàn trường đều câm lặng. Mọi người đều có những biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt khác nhau của họ: kinh ngạc, ngờ vực, đau đầu. Mọi người đều tỏ ra nghi ngờ với lời nói của Đinh Mộng Nghiêm và hoàn toàn không tin những gì cô vừa nói. Đinh Trọng ngồi thẳng người lên: "Mộng Nghiêm, cháu có ý gì?" "Ý cháu là tất cả 30 hộ dân đã ký vào bản đề xuất dự án và chúng ta có thể bắt đầu dự án cải tạo, phá dỡ bất cứ lúc nào." Lần này Đinh Mộng Nghiêm đã nói đủ rõ ràng để mọi người có thể nghe rõ, nhưng không một ai muốn tin vào sự thật này. Đùa cái gì vậy chứ? Đã mấy tháng trôi qua, không biết bao nhiêu người đã được cử đi diễn thuyết, cũng không biết bao nhiêu món quà đã được gửi đến, nhưng chẳng có một lời đáp lại cả. Ngay cả Đinh Phong Thành được phái đến và cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Tại sao những người khác đi lại không được việc, mà Đinh Mộng Nghiêm đi lại được việc chứ? Không thể có chuyện như thế được. Đinh Trọng không thể tin nổi, nghiêm nghị nói: "Mộng Nghiêm, cháu cũng không nên ăn nói bừa bãi như thế. Chuyện này rất quan trọng. Cháu không thể vì muốn trợ giúp dân sách xây dựng khu quy hoạch nghĩa trang mà bị chuyện nói dối bọn ta được. Nói cho cháu biết, tuy rằng ông đã lớn tuổi nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, không dễ bị lừa như vậy đâu." Đinh Mộng Nghiêm mỉm cười và trình đề xuất dự án lên. Đinh Trọng nghi ngờ mở bản đề xuất ra. Sau khi nhìn thấy chữ ký, ông ta vô cùng kinh ngạc. Mặc dù không thích Đinh Mộng Nghiêm cho lắm nhưng ông ta vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của cô. Chắc chắn Đinh Mộng Nghiêm không thể làm giả chữ ký. Hơn nữa làm giả chữ ký sẽ không có ý nghĩa gì. Sau này sẽ có người đi xác minh thì chẳng cần thiết phải giả mạo. "Mộng Nghiêm, cháu thực sự đã làm được rồi sao?" Đinh Mộng Nghiêm chỉ vào bản đề xuất dự án, tất cả đều ở trong đó. Đinh Trọng nuốt nước bọt: "Mộng Nghiêm, cháu đã làm thế nào vậy? Tại sao người khác đi đều không được nhưng cháu vừa đi là được thế chứ?" Thật ra thì ngay bản thân Đinh Mộng Nghiêm cũng không rõ ràng lắm về điều này. Cô ngừng ngừng nói ra: "Thật ra khi cháu vừa đến thì thái độ của đối phương rất khách sáo, hơn nữa còn chủ động yêu cầu ký tên. Nói thật, cháu cũng không hiểu tại sao." "Hả?" Đối với kiểu lý do thoái thác này, có nói thế nào thì Đinh Trọng cũng không tin. Ông ta cho rằng nhất định Đinh Mộng Nghiêm đã giấu giếm điều gì đó. Rõ ràng là có điểm mấu chốt nhưng lại không chịu chia sẻ với mọi người. Người phụ nữ này thực sự là xấu xa mà. Nhưng Đinh Mộng Nghiêm thực sự vô tội. Cô thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì tất cả đều được danh sách đứng sau sắp xếp hết cả rồi. Đinh Trọng nhìn Đinh Tử Ngọc bên cạnh bằng ánh mắt oán hận như muốn nói: "Tất cả đều tại ý kiến hay của cô đấy. Nói cái gì mà một mũi tên trúng hai con chim, giờ thì hay rồi đó. Đã ăn trộm gà còn mất cả nắm thóc. Không những không lấy lại được 10% cổ phần của công ty mà còn phải giúp tên khốn gian sắt đó nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã đủ tức giận rồi."
Đinh Tử Ngọc nghiến chặt răng, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, cố ý hỏi Mộng Nghiên có phải những người đó không biết miếng đất kia dùng để làm gì hay không. Ý của cô ta là nếu bên kia biết họ sẽ dùng mảnh đất này để xây dựng mồ mả thì không thể nào dưỡng dân được. Kết quả khiến người khác phải mở rộng tầm mắt. Đinh Mộng Nghiên quả quyết, họ biết, em đã nói với họ về việc sau này miếng đất sẽ quy hoạch cái gì, đảm bảo họ đã nghe hiểu rồi nên mới ký tên. Thân phận của họ cao quý như thế, em cũng không dám giấu giếm. Điều này thậm chí còn khiến người khác khó tin hơn. Mọi người trong phòng đều xìu xào, đoán già đoán non xem chuyện này là do từ đâu mà ra. Nhưng với bộ não của họ, làm sao họ có thể nghĩ đến việc Giang Sắc đứng đằng sau thao túng tất cả những chuyện này chứ? Đinh Mộng Nghiên cười và hỏi, ông nội, cháu đã làm được chuyện hứa với ông, vậy còn chuyện ông hứa với cháu thì sao ạ? Đinh Trọng hắng giọng nói, yên tâm đi, ông nội nhớ rõ mà, cháu cũng mệt rồi đó, hãy về nghỉ ngơi trước đi. Còn xác minh lại bản đề xuất dự án này trước, sau đó sẽ lập tức bắt tay vào khởi công. Vậy thì làm phiền ông nội rồi ạ. Cuối cùng Đinh Mộng Nghiên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời khỏi phòng họp. Đinh Trọng cầm bản đề xuất dự án và nhìn nó đầy hoài nghi. Dù nghĩ thế nào thì ông ta cũng không thể hiểu được, nhưng đó là sự thật. Mặt trời đã lặn, Đinh Mộng Nghiên lái xe trở về nhà. Hôm nay Giang Sắc không đi làm mà đang ở nhà dọn dẹp nhà cửa chờ vợ trở về. Vừa bước vào nhà, Đinh Mộng Nghiên đã nở nụ cười tươi rói, miệng còn hát ngân nga. Rõ ràng là tâm trạng của cô rất tốt, tốt hơn rất nhiều ngày so với hai ngày trước. Cô chủ động nói, Giang Sắc, anh đoán xem hôm nay công việc của em thế nào. Giang Sắc rất thích kiểu phụ nữ thật lòng muốn chia sẻ với người khác sau khi gặp chuyện tốt như vậy. Giang Sắc cố ý cho mày, có phải bị người ta đuổi ra khỏi cửa hay không? Anh mới bị đuổi ra ngoài thì có. Đinh Mộng Nghiên ngồi trên ghế sofa nói một cách tự tin, em đã thành công lấy được tất cả những chữ ký, bây giờ tiểu khu Đế Hào có thể bị phá bỏ và di dời bất cứ lúc nào. Giang Sắc lời hứa sẽ cho em trai của anh xây dựng nghĩa trang cũng nằm trong kế hoạch. Thế nào, có phải là anh rất cảm kích em hay không? Nhìn thấy vẻ tự tin của Đinh Mộng Nghiên, Giang Sắc bật cười. Như vậy thì tốt rồi. Anh ngồi bên cạnh Đinh Mộng Nghiên, nắm tay cô. Mộng Nghiên, hứa với anh rằng sau này mỗi ngày em đều vui vẻ như thế nhé. Khóe miệng Đinh Mộng Nghiên nhếch lên, cô nghiêng người dựa vào trong lòng của Giang Sắc. Tòa nhà văn phòng của nhà Đinh, trên văn phòng chủ tịch. Đinh Trọng cầm bản đề xuất dự án trong tay và kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần. Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì cả. Ông ta thở dài thường thượt. Ồ, có lẽ đây là ý trời. Mọi người đi đều không làm xong chuyện, nhưng Mộng Nghiên vừa đi đã được thu được kết quả tốt. Tuy rằng không thoải mái lắm, nhưng nói thế nào đi nữa thì cũng xem như đã nuốt được những khúc xương cứng này rồi. Dù sao cũng có lợi với dự án. Có lợi mà cũng có hại, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn có lợi. Thôi, cứ như vậy đi. Đinh Trọng không thể làm gì khác được. Thà lấy chữ ký còn hơn không lấy được. Vấn đề này đã khiến họ đau đầu trong nhiều tháng qua. Bây giờ cuối cùng đã được giải quyết. Mặc dù kế hoạch khác với kế hoạch ban đầu, nhưng ông ta cũng không tình nguyện giúp đỡ Giang Sắc. Nhưng phương hướng chung của toàn bộ kế hoạch dự án vẫn như cũ, cũng xem như là trong cái rủi có cái may. Nhưng Đinh Phong Thành thì không nghĩ như vậy. Anh ta nghiến răng nói, ông nội, chuyện này cứ thế bỏ qua sao? Ông thực sự muốn giúp đỡ tên Giang Sắc kia sao? Ông đã quên tên khốn đó đã làm nhục chúng ta bao nhiêu lần rồi sao? Đinh Trọng thở dài, cháu nghĩ ông nội không muốn xử lý nó sao? Nhưng chuyện đã đến nước này thì làm sao có thể làm được gì được chứ? Trong văn phòng đều yên tĩnh. Lúc này bỗng Đinh Tử Ngọc mở miệng nói, ông nội, thật ra cháu có một cách mà một mũi tên bắn chết hai con chim. Lại nữa, lần trước chính cô ta đã nói cái gì mà một mũi tên trúng hai con chim nên mới khiến cho sự việc xấu hổ như vậy. Bây giờ còn bày đặt chơi trò một mũi tên trúng hai con chim lần hai sao? Đinh Trọng cau mày, Tử Ngọc à, ý kiến của cháu có đáng tin hay không thế? Đinh Tử Ngọc vỗ ngực nói, ông nội yên tâm, nhất định lần này sẽ đáng tin. Vậy cháu nói thử xem, ông nội, bây giờ đã lấy được chữ ký rồi. Nói thật thì ông muốn phá dỡ và cải tạo như thế nào, không phải là tùy thuộc vào ông hay sao? Ông cũng có thể thất hứa với Đinh Mộng Nghiên, cứ làm theo bản thiết kế của cô ta. Sau đó tìm một ngóc ngách nào đó để Mộng Nghiên xây dựng khu quy hoạch nghĩa trang, chẳng phải sẽ phấn ứng phó được phao? Đinh Trọng gật gù hài lòng, Tử Ngọc, ý kiến của này của cháu rất hay đó. Ông sẽ không giữ lời hứa với nó. Ngày hôm sau nữa, Giang Sắc và Đinh Mộng Nghiên đến tòa nhà văn phòng của nhà Đinh, chuẩn bị cùng nhau chứng kiến thời khắc khánh thành dự án. Vừa bước vào tòa nhà, mọi người liên tục kéo đến chúc mừng Đinh Mộng Nghiên. Cuối cùng hôm nay, Đinh Mộng Nghiên cũng cảm nhận được thành công nghĩa là gì. Cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi trong suốt dọc đường đi. Mọi người nhìn thấy cô đều khen ngợi khả năng xuất sắc của cô. Ngay cả ở một nơi khó nhằn như tiểu khu Đế Hào cũng có thể lấy được.
mất hơn 10 phút để đi bộ một đoạn ngắn từ cổng vào tòa nhà đến văn phòng. Sau khi trèo đèo lội suối, cuối cùng Đinh Mộng Nguyên cũng đến văn phòng của mình. Cô mệt mỏi đặt chiếc cặp lên trên bàn, còn chưa bắt đầu một ngày làm việc mà cô thấy mệt sắp chết. Giang Sắc cười nói, bây giờ em đã là một người nổi tiếng, ai nhìn thấy cũng phải gọi một tiếng Phó Tổng Giám Đốc Đinh. Đinh Mộng Nguyên trợn mắt nhìn anh, em mệt sắp chết rồi, thế mà anh còn giễu cợt em sao? Khi hai người còn đang trò chuyện thì có tiếng gõ cửa. Mời vào. Cánh cửa mở ra, cô thư ký bước vào, đưa cho Đinh Mộng Nguyên một bản kế hoạch. Phó Tổng Giám Đốc Đinh, đây là bản kế hoạch cải tạo tiểu khu Đế Hào mà chủ tịch đã gấp rút đề ra trong đêm. Đồng thời, mọi thứ về khu quy hoạch nghĩa trang đều được viết rất rõ ràng trong đó. Được, tôi biết rồi. Cô thư ký quay lưng bước đi. Đinh Mộng Nguyên cô cua bản kế hoạch trong tay và mỉm cười nói, anh định cảm ơn em như thế nào đây? Giang Tách hắng giọng nghĩ ngợi rồi nói, không nói chơi, tối nay anh sẽ nấu cho em một bữa tối thịnh soạn, em muốn ăn gì cũng được, thế nào? Đinh Mộng Nguyên hài lòng gật đầu, ừ, cũng được đấy. Cô nói xong bèn mở kế hoạch ra đọc từng trang, lúc đầu còn mang theo ý cười nhưng càng đọc càng thấy không đúng, biểu cảm trên gương mặt cũng dần dần thay đổi. Lông mày cô nhíu lại, tốc độ đọc càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng trở nên càng lúc càng gấp gáp. Không đúng, không đúng, không đúng, sao lại như vậy chứ?